Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Một phiên mà thị trường tăng 9,56 điểm, tương đương với 0,92%, thanh khoản giao dịch với mức độ là 9.800 tỷ. Nếu mà trừ đi cái giao dịch thỏa thuận ra thì thị trường của chúng ta giao dịch ngày hôm nay là gần 8.000 tỷ. Đây là một cái mức độ thanh khoản có những cái dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên là cái mức độ thanh khoản này nó cũng đến từ một phần về những cái mã cổ phiếu giống như là Novaland trong cái phiên ngày hôm nay, với những cái số lượng khớp lệnh lớn trong cái phiên ngày hôm nay. Với lại mã cổ phiếu của STB là một cái cổ phiếu nó có những cái yếu tố về đột biến về mặt thanh khoản so với những cái phiên gần đây của thị trường, nên là nó làm cho nó cũng đóng góp một phần vào cái yếu tố về mặt thanh khoản. Tuy nhiên là chị mình sẽ thấy những cái vấn đề về các mã cổ phiếu cách vận động trong cái phiên ngày hôm nay là cái tốc độ phân hóa của cổ phiếu nó sẽ cực kỳ rõ, và các mã cổ phiếu nó giữ nền đã bắt đầu nó sẽ thu hút được những cái dòng tiền. Các mã cổ phiếu nó tiếp tục cho một cái kênh xu hướng và nó hầu như là nó giữ nhịp được qua những cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường á, thì bắt đầu nó có những cái tín hiệu nó luân chuyển dòng tiền trở lại. Còn các mã cổ phiếu nó đã tạo ra những cái biên rơi lớn, những cái vùng giá chiết khấu đối với cổ phiếu, nó về lại những cái vùng nền gọi là cái vùng đáy trước. Có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu này đã về lại những cái vùng nền đáy trước nè, thì nó đã sẽ tạo ra những cái điểm chiết khấu và nó kích thích những cái lực cầu giá rẻ nó vào, mà nó sẽ tạo ra những cái nhịp độ hồi phục. Nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu điều chỉnh sâu là những cái nhịp hồi phục lên sẽ là những cái điểm để cho anh chị mình cơ cấu. Còn đối với những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái xu hướng giữ nhịp được khi mà thị trường chung của chúng ta điều chỉnh á, đấy sẽ là những cái tâm điểm trong những cái phiên sắp tới đối với thị trường của chúng ta. Và hầu như là trong xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa rồi là những cái giai đoạn đó, gọi là để cho mình chuẩn bị cho một cái xu hướng mới, đúng không ạ? Thì ngày hôm qua này, hôm hôm qua là hai cái phiên trước là hai cái phiên mà thị trường của chúng ta có những cái yếu tố nó xuất hiện những cái vùng tâm lý và gọi là những cái vùng bán hoảng loạn của những cái lượng hàng rung dụ cuối cùng đối với thị trường, thì hôm nay nó xuất hiện những cái nỗ lực, cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên, thanh khoản có những yếu tố quay trở lại đối với gọi là có những cái yếu tố nó cải thiện dần hơn, chứng tỏ cho những cái yếu tố là lực cầu bắt đầu nó có những cái tín hiệu nó được kích thích và nó sẽ tạo ra những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên. Đó này, đấy, thông thường sau những cái biên rơi này, thị trường nó sẽ có những cái nỗ lực hồi phục đầu tiên. Sau khi một cái quá trình gọi là nó tạo ra những cái vùng hoảng loạn, nó cứ liên tục nó mở gáp như thế này này, thì nó sẽ tạo ra những cái vùng giá hoảng loạn đối với cổ phiếu và đối với thị trường của chúng ta. Thì những cái vùng này sẽ là những cái vùng rung dụ những cái lượng hàng, và anh chị mình sẽ thấy được cái vấn đề là các lượng hàng rung dụ ở những cái vùng này nó bắt đầu nó được tuôn ra. Anh chị mình để nè, cái vùng này cũng là những cái vùng rung dụ những cái lượng hàng nó tuôn ra, những cái nhịp cổ độ cuối cùng này, cái vùng này là những cái vùng là độ hoảng loạn của thị trường của chúng ta. Sau đó lực bán nó bắt đầu nó tuôn ra những cái lượng hàng cuối cùng, có nghĩa là những cái lượng hàng của những nhà đầu tư mình kiên trì mình nắm giữ này, mình gồng trong những cái giai đoạn này, thì khi mà nó xúc nó dùng những cái mã cổ phiếu trụ này, nó dùng những cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái đà tâm lý mà được nhiều nhà đầu tư mình quan tâm, giống như là nhóm ngành bất động sản hay là mã cổ phiếu của STB đó, thì em cũng có cập nhật với anh chị mình trong những cái phiên độ vừa rồi. Đấy, nên là nó dùng những cái mã cổ phiếu này để mà nó ép tâm lý, gọi là ép tâm lý của nhà đầu tư cá nhân để mà tạo ra những cái vùng hoảng loạn đối với thị trường của chúng ta. Đấy, thì đây là những vùng hoảng loạn là rất dễ rung dụ những cái lực gọi là cái lực cung tiếp, gọi là lực cung, gọi là những cái lượng cung hàng còn sót lại, đúng không ạ? Sau đó nó bắt đầu nó tạo ra những cái điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên. Đây cũng là những cái điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên này, sau đó là những cái điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên này, thì em sẽ kỳ vọng cho những cái biên độ tiếp theo của thị trường. Thì ngày mai cũng là phiên đà hàng phái sinh, nên là cái khả năng những cái nhóm ngành trụ nó vẫn sẽ mang tính chất điều tiết, nhưng mà mình phải xem qua những cái lực của các dòng cổ phiếu còn lại, của các dòng cổ phiếu nó đang giữ nhịp được trong những cái giai đoạn vừa rồi, giống như là những cái nhóm ngành dầu khí này, những cái nhóm ngành hay là có một vài cái mã cổ phiếu khu nghiệp, đầu tư công hôm nay cũng có những cái dấu hiệu nó quay trở lại đối với thị trường. Hôm nay những cái dòng tiền nó quay trở lại những cái nhóm ngành riêng lẻ trong những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên như thế này, em đánh giá là khá là tốt ha. Thì thị trường của chúng ta thì em vẫn kỳ vọng cho những cái nhịp độ nó hồi phục trở lại, nó sẽ gặp lại những cái quá trình gọi là những cái vùng kháng cự ngắn trước đây. Đấy, thì có thể nó quay trở lại này, nó gặp những cái vùng kháng cự, nó tạo ra những cái yếu tố nó kiểm tra những cái lượng cung hàng. Này cũng thế này, kiểm tra cái lượng cung hàng, đấy, bắt đầu nó tạo ra những cái sự hấp thụ cạn cung, thì sau đó dòng tiền quay trở lại, thì lúc đó đây chính là những cái viên xác nhận đây là nhịp nỗ lực hồi phục đầu tiên. Đấy, đây là những cái nhịp nỗ lực hồi phục đầu tiên này, sau đó nó bắt đầu nó gọi là kiểm tra cái lượng cung hàng ở những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu, và sau đó là có những cái yếu tố dòng tiền mở biên lên, đây là những cái điểm xác nhận, đúng không ạ? Đây là điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên này, thì kỳ vọng cho những cái vùng này, gọi là những cái phiên tiếp theo nó sẽ lấy lại quanh cái mốc vùng 1055, vùng 1060, sau đó nó cân bằng nó khoảng từ 2 đến 3 phiên, sau đó dòng tiền vào xác nhận thì nó sẽ chính thức nó bước vào một cái xu hướng mới. Và thường những cái giai đoạn này của thị trường là những cái giai đoạn
mà các dòng tiền nó sẽ dịch chuyển từng cái nhóm ngành với nhau. Những cái giai đoạn mà hồi nỗ lực hồi phục đầu tiên á, thì có những cái mã cổ phiếu nó rơi về những cái vùng chiết khấu rất là lớn, giống như là những cái nhóm ngành bất động sản đi, nó rơi rất là lớn về những cái giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Nó rơi về những cái vùng, thậm chí là gần với những cái vùng nền đáy trước của cổ phiếu, thì bắt đầu nó tạo ra những cái vùng chiết khấu cổ phiếu, thì nó sẽ tạo ra những cái điểm hồi phục. Nhưng mà những cái điểm hồi phục này là những cái điểm mà cổ phiếu nó sẽ cho thấy một cái vấn đề là dòng tiền nó vẫn chưa vào, mà nó chỉ là những cái điểm nỗ lực hồi phục đầu tiên, chứ nó khó có khả năng dẫn dắt cho một cái chu kỳ tiếp theo. Nên là đối với những cái nhóm ngành này, nó là những cái phiên gọi là hỗ trợ, gọi là nỗ lực hồi phục trong một cái đà kỹ thuật. Đối với cổ phiếu, khi mà nó giảm sâu thì nó sẽ hồi trở lại. Nó là những cái con này là những cái con, không phải là những cái con khỏe, không phải là những cái con mạnh, và những cái con này là những con mà ưu tiên cho những cái điểm cơ cấu. Còn những cái mã cổ phiếu gọi là mã cổ phiếu nó giữ nhiệt được trong những cái xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa rồi, em cũng có cập nhật với anh chị mình á, thì trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua, mình cập nhật tiếp tục, gọi là mình cập nhật xuyên suốt trong những cái quá trình giai đoạn này, để mà chị anh chị, để mà giai đoạn này mới là những cái giai đoạn mình cần chọn lọc, và mình cần phân bổ cái gọi là phân bổ nguồn vốn, phân bổ tỷ trọng và phân bổ về mặt cổ phiếu để mà mình chuẩn bị cho những cái chu kỳ sắp tới. Thì trong phiên sáng nay em cũng có đi qua, mình nhận định là thị trường biến động dần về mặt chỉ số này, dùng những cái mã cổ phiếu trụ Vingroup, SAB hay là VIX để mà ép tâm lý và nó điều tiết cái thị trường của chúng ta trước cái thềm đảo hàng phái sinh. Thì trong cái phiên ngày hôm nay, những cái mã cổ phiếu giống VIX này hay là Vingroup cũng là những cái mã cổ phiếu mang trạng thái điều tiết. Đào trong phiên á, nó có những cái lúc nó mình gọi là nó giảm rất là sâu, nó gây áp lực cho chỉ số của chúng ta, nhưng mà cuối phiên bắt đầu nó kéo rút chân lại, nên là nó gọi là nó giải tỏa cái áp lực cho cái chỉ số về mặt chỉ số anh chị ha. Hay là Vinhome cũng thế này, hôm nay kéo rút chân này, hay là những cái con giống như là VGC này đấy, đầu trong viên á, thì nó đạp với một cái biên độ gọi là biên độ 2-3%, nó gây ra một cái yếu tố về mặt chỉ áp lực lên chỉ số của thị trường, nhưng mà cuối phiên nó bắt đầu nó kéo về lại tham chiếu, đúng không ạ? Nên là những cái con này là những con nó mang tính chất điều tiết, thế nên là anh chị mình phải cần quan tâm đối với những cái mã cổ phiếu nó có những cái dòng tiền đích thực vào đối với những cái nhóm ngành, anh chị lưu ý ha. Đó nên là đa phần những cái con này chỉ là mang tính chất điều tiết thôi, nên là anh chị mình cũng đừng có quá là lo lắng. Hay là những cái thanh khoản kiệt quệ ở những cái vùng hiện tại, khi mà tâm lý ép bán những cái phiên gần đây, vô hình chung nó cũng giữ một số cơ số cái lượng cung hàng. Có nghĩa là anh chị mình thấy trong những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường, anh chị mình sẽ thấy là cái cung hàng ngày hôm qua nó cái dưới những cái áp lực về mặt chỉ số, áp lực về mặt thị trường, gọi là áp lực về mặt thị trường, nhưng mà cổ phiếu nó đã cạn những cái quá trình gọi là quá trình gọi là cái lượng cung hàng trên thị trường rồi, thì bắt đầu nó tạo ra những cái phiên nỗ lực hồi phục cho những cái gọi là trong cái phiên ngày hôm nay, cũng như là cái khả năng cho những cái phiên tiếp theo đối với thị trường của chúng ta anh chị ha. Thì áp lực bán giảm dần này, mức độ chiết khấu của cổ phiếu trong ngắn hạn vùng này là khá cao, nên là về những cái vùng nền đáy hỗ trợ này gỗ cũ này, nên là có nó cũng sẽ có những cái điểm bật tăng hồi kỹ thuật, thì thị trường đỏ vỏ nhưng mà lại xanh lòng. Các nhóm cổ phiếu đỡ tốt qua những cái nhịp vừa rồi thì đó sẽ là những cái nhóm hồi trước khi mà thị trường chung của chúng ta ổn định. Thì cái vùng ngắn hạn này, điểm hồi phục kỹ thuật khả năng nó sẽ quanh cái vùng 1055, vùng 1060, thì tích lũy 2-3 phiên vùng này, sau đó dòng tiền vào xác nhận nó sẽ tiến đến một cái xu thế mới. Thì kỳ vọng trước mắt nó sẽ có những cái nhịp hồi về quanh cái ngưỡng này. Thì giai đoạn này là giai đoạn dịch chuyển của dòng tiền, dịch chuyển của nhóm ngành, nên là cái sự phân hóa nó sẽ cao. Cơ hội nhìn chung là trong với cái phiên ngày hôm qua nó chưa mở ra nhiều, nhưng nó là anh chị mình cũng sẽ tập trung cho những cái mã cổ phiếu có dòng tiền riêng lẻ trong nhịp này, đúng không ạ? Thì nhóm ngành banh này có Vietcombank, BID, CTG, Liên Việt, thì vận động tăng giảm đang xen, nhưng mà cái xu thế nó vẫn đang được giữ trend và chờ đợi những cái sự bổ trợ chung của xu hướng thị trường, vì nhóm ngành này là nhóm ngành vốn hóa lớn nên là nó sẽ có tác động nhiều vào cái chỉ số của thị trường chung. Đối với nhóm ngành chứng khoán thì mình sẽ lưu ý mã cổ phiếu của HCM, thì yếu tố điều chỉnh ít nhất của dòng kia cung vùng hỗ trợ này, tích lũy thêm vài phiên dòng tiền vào nhóm chứng thì nó sẽ và dễ vào cái con HCM trước, tại vì con này là cái con đã được đỡ cung tốt nhất trong những cái giai đoạn vừa rồi của gọi là trong những cái giai đoạn điều chỉnh sụt giảm của thị trường đối với nhóm ngành chứng khoán của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Đó là trước khi có những cái điểm giữ nền tốt này qua những cái nhịp này này, thì còn những cái mã cổ phiếu giống như là VND, SSI là các mã cổ phiếu mà nó thuộc dạng gọi là nó về lại những cái nền hỗ trợ trước này, nên là nó sẽ có những cái khả năng nó hồi phục kỹ thuật, test về lại những cái vùng nền kháng cự. Nhưng mà đối với những cái cổ phiếu này nó điều chỉnh sâu á thì nó sẽ cần thời gian. Nó cần thời gian, thứ nhất là cần thời gian, cái thứ hai là nó cần bổ trợ của những cái xu hướng thị trường. Còn bản chất những cái mã cổ phiếu nó giữ nhịp tốt là những cái cổ phiếu mà nó sẽ phát tín hiệu cho cái ngành. Đó nên là đối với nhóm ngành chứng khoán anh chị mình cứ lưu ý mã cổ phiếu của HCM, anh chị lưu ý ha. Còn nhóm ngành bất động sản này cũng có những cái mã cổ phiếu hồi, cũng có những cái mã cổ phiếu không, nhưng mà nó đang chịu tác động cao nhất là mã cổ phiếu của Novaland thời điểm hiện tại, kéo theo các doanh nghiệp liên quan đối với nhóm ngành bất động sản, giống như là có những cái banh mà nó liên quan đến vấn đề mà nợ của Novaland đó, giống như là
RMB với lại VB á, thì anh chị mình thấy được trong những cái nhịp này nó tương đối yếu, nên là nó đang chịu ảnh hưởng bởi những cái khoản này của Novaland, nó dẫn đến những cái tình trạng chung của cổ phiếu nó vẫn liên tục điều chỉnh trong những cái thời gian qua. Tuy nhiên là đối với những cái mã cổ phiếu này này, nó đã đạt được những cái mức chiết khấu trong ngắn hạn khá cao, nên là nó sẽ có những cái phiên hồi kỹ thuật. Nhưng mà hồi kỹ thuật này cũng là những cái điểm để mà mình xử lý cái tài khoản của chị mình, chứ không phải là những cái yếu tố để mà anh chị mình tham gia, chưa đạt được những yếu tố anh chị mình tham gia, anh chị mình lưu ý ha. Còn đối với nhóm ngành thép có Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, test hai đáy ngắn này có đang có được những cái lực hồ độ hồi phục, thì Hoa Sen thì đỡ tốt nhất trong những cái nhịp này, hiện tại vùng đỉnh cũ nên là nó sẽ cần 2 đến 3 phiên để mà nó tạo ra những cái yếu tố hấp thụ những cái lực cung hàng bên trên, có nghĩa là nó đang tăng để mà nó xử lý những cái ngưỡng cản, thì sau đó dòng tiền vào thì lúc đó là những cái yếu tố để mà nó vượt xu hướng, gọi là nó bẻ gãy những cái xu hướng để mà lúc đó là nó sẽ tiếp tục cho một cái đà vượt đỉnh tiếp theo, thì lúc đó mình sẽ lưu ý đặc biệt là con Hoa Sen trong những cái nhịp này tiếp theo của thị trường ha. Thì nhóm ngành dầu khí là BVD, BVS, BR, BLS giữ xu hướng tốt này. Nhóm ngành này thì hiện tại đang có một cái tín hiệu gọi là cái đồng thuận của các nhóm ngành, có nghĩa là nó đều giữ nhịp tất cả các mã cổ phiếu trong nhóm ngành bắt gọi là dòng khí cả. Nó định gọi là nó tốt nhất chính là những cái mã cổ phiếu giống như là BVD, giống như là BLS, đây là những cái mã cổ phiếu nó giữ được một cái xu thế tốt nhất, nên là nó đang có được những cái sự nâng đỡ của các mã cổ phiếu trong ngành. Anh chị lưu ý ha, đó là dòng chờ đợi dòng tiền vào xác nhận thì anh sẽ đánh tiếp theo cho những cái xu hướng mới. Thì đối với một cái mã cổ phiếu tích lũy nên cho dòng tiền mở biên này, TNG, IDC hay là FPT, đây là những cái con mà nó đang trong một cái nhịp độ nó đi ngang nền để mà chờ đợi những cái dòng tiền. Thì hôm nay có mã cổ phiếu IDC bắt đầu nó thu hút dòng tiền trở lại đấy của thị trường của chúng ta này. Thì trong cái phiên ngày hôm nay em cũng có cập nhật về những cái điểm mua của IDC. Thì IDC anh chị mình vào lấy nhé nè, thì cổ phiếu giữ nhịp được và mở bắt đầu tạo ra những cái viên mở biên nhịp đầu, anh chị mình lấy vị thế nhé. Đấy, vùng target là vùng 41, kết lỗ vùng giá 36. Thì đang hiện tại đây chính là những cái điểm lấy vị thế. Phiên hàng về hấp thụ đánh xác nhận thì chị mình sẽ đánh gia tăng. Đúng không ạ? Thì các vùng cơ cấu hiện tại này, mình dự kiến sẽ quanh vùng 1055, vùng 1060. Các mã anh chị nào có các mã cơ mã cổ phiếu yếu á thì mình sẽ cơ cấu quanh cái ngưỡng này. Thì khi như các gọi là các mã cổ phiếu nó không có dòng tiền thủng nền, hay là các mã cổ phiếu mà nó nhịp hồi quanh kháng cự để mà canh cơ cấu trong một cái đà tăng để mà tạo ra những cái tín hiệu mình luân chuyển những cái dòng tiền cho đà vào những cái mã cổ phiếu nó có xu hướng tốt hơn. Các mã cổ phiếu mà có những cái điểm dòng tiền trước này vẫn giữ nhịp được trong những cái giai đoạn này và nó sẽ tiếp tục nó phân hóa cho những cái nhịp tới. Đây là những cái mã cổ phiếu gọi là mình sẽ phân loại ra để mà mình anh chị mình cần quan tâm, anh chị lưu ý ha. Nhưng mà còn IDC trong cái phiên ngày hôm nay đi, thì anh chị mình thấy này, trong một cái quá trình cân bằng đáy gọi là cân bằng dưới của cổ phiếu, có nghĩa là sau một cái quá trình rung dụ này, nó tạo ra những cái vùng cân bằng khi mà thị trường chung của chúng ta nó vẫn tiếp tục nó đục thủng những cái ngưỡng đáy này, chứng tỏ cho một cái yếu tố là lực cầu của cổ phiếu nó được đỡ cung rất là tốt và nó tạo ra những cái tình trạng trong những cái nhịp độ cân bằng á, là một cái yếu tố gọi là sideways up đối với cổ phiếu. Hôm qua kiệt cung tạo ra những cái điểm kiệt cung này, hôm nay bắt đầu dòng tiền vào, đây chính là những cái điểm mở biên đầu tiên đối với cổ phiếu, cũng là những cái điểm đánh đầu tiên đối với mã cổ phiếu của IDC. Thì có cập nhật với chị mình xuyên suốt trong tất cả các video mà gọi là mà nó tạo ra những cái vị thế cân bằng như thế này này, thì hôm nay mình tham gia khi mà có những cái dấu hiệu dòng tiền vào mở biên. Hôm nay tham gia mã cổ phiếu của IDC quanh ngưỡng vùng giá 39.8, có nghĩa là dưới vùng giá 40, thì hôm nay là ăn được đâu đó là khoảng 1:2 và dòng tiền vào như thế này, đây là những cái mã cổ phiếu nó sẽ tạo ra những cái xu thế an toàn cho những cái điểm độ rung đắc tiếp theo và cái điểm gọi là cái điểm xác nhận tiếp theo để mình đánh gia tăng á, thì có thể là trong những cái phiên hàng về nó sẽ rơi vào cái con thứ 6, có nghĩa là sau cái phiên đáo hạn á mà cái lượng hàng này về này, Nava nó vẫn chấp nhận hấp thụ để mà đánh những cái nhịp độ tiếp theo. Đây sẽ là những cái thời điểm mình đánh gia tăng tiếp tục đối với một cái mã cổ phiếu nó đang có một cái xu thế về mặt dòng tiền vào, nó giữ nền trong những cái xuyên suốt. Đây là những cái form đánh sâu, gọi là form đánh của những cái mẫu hình gãy nền dũ của thị trường và những cái mã cổ phiếu mà nó thuộc dạng khỏe khi mà thị trường chung của chúng ta điều chỉnh, đúng không ạ? Nên là IDC là một cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nó xuất hiện những cái điểm đánh, còn những cái form khác giống như là những cái mã cổ phiếu anh chị mình sẽ thấy được những cái quá trình cân bằng dưới chính là con Liên Việt. Nhưng mà sao chị, nhưng mà thời điểm hiện tại nó chưa có dòng tiền đấy, đó là mình phải chờ đợi một phiên dòng tiền mở biên lên thì lúc đó anh chị mình đánh nó sẽ an toàn. Hay là những cái con khác giống như con FPT, đây cũng là những cái con mà em có list ra cho anh chị mình trong cái phiên gọi là trong những cái nhận định gần đây đấy, TNG, IDC hay là FPT. Đấy, cũng là những cái con mà nó đang cần có một cái yếu tố dòng tiền vào. Tại vì những cái lực đỡ trong những cái giai đoạn này đối với mã cổ phiếu của FPT so với cái tình hình chung của thị trường là rất là tốt. Nó là những cái con này mới là những cái con khỏe, mới là những cái con nó giữ nhịp được trong xuyên suốt trong những cái nhịp độ điều chỉnh vừa rồi. Nên là nó sẽ là tâm điểm cho những cái dòng tiền, gọi là dòng tiền nó đón nhận những cái đợt dịch chuyển trong những cái giai đoạn tiếp theo đối với thị trường của chúng ta. Khi mà bắt đầu nó tạo ra những cái yếu tố, cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên sau
đó là những cái phiên mà nó cần có những yếu tố xác nhận về mặt xu thế đối với thị trường, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là đối với về mặt thị trường của chúng ta thì những cái gọi là cái thời điểm này là một cái thời điểm để mà anh chị mình có thể mình lưu ý về những cái yếu tố để mà mình dịch chuyển và là mình phân bổ lại cái tỷ trọng danh mục của anh chị mình, đúng không ạ? Giống như là những cái phiên trước nè, anh chị mình thấy những cái đà bán hoảng loạn á thì hầu như là nó về lại những cái vùng chiết khấu rồi, mà anh chị mình bán ra mình cơ cấu qua thì nó gọi là cũng không phải là những cái vùng giá tốt. Nhưng mà đối với những cái phiên nỗ lực hồi phục lên như thế này này thì bắt đầu các mã cổ phiếu gọi là nó bị gọi là nó về lại những cái vùng giá chiết khấu, nó về lại những cái thời điểm hỗ trợ thì hồi phục lên đấy sẽ là những cái thời điểm anh chị mình phải cơ cấu ra để mà mình chuẩn bị mình vào, mình dịch chuyển vào những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền trước, nó có khả năng dẫn dắt, nó có khả năng tăng giá trong những cái chu kỳ sau. Khi mà cái thời điểm thị trường chung của chúng ta xác nhận này, đây là một cái thời điểm thị trường chung của xác nhận này, lúc đó là những cái lúc mà các dòng dẫn dắt nó sẽ lên ngôi, đúng không ạ? Nên là mình phải gọi là mình phải cần chuẩn bị từ bây giờ. Đấy, mình cần phải có những cái hành động từ bây giờ. Nên là mình vẫn giữ những cái quan điểm của mình á, là thị trường nếu mà cái trường hợp nó hồi quanh cái ngưỡng vùng 1060 cộng trừ khoảng 50 điểm gì, cộng trừ khoảng 50 điểm gì đó là những cái thời điểm tốt để cho anh chị mình cơ cấu các mã cổ phiếu yếu ra để mà mình tập trung phân bổ lại những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền khỏe trước, gọi là những cái dòng tiền khỏe, những cái dòng tiền nó vào để mà nó đón nhận những cái đợt gọi là cái đợt dịch chuyển của dòng tiền cho những cái thời điểm nếu mà nó xuất hiện những cái yếu tố xác nhận này đối với thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Nên là khi mà trước mọi cái xu hướng của thị trường, anh chị mình sẽ thấy là nó đều tạo ra những cái vùng gọi là cái vùng hoảng loạn về mặt tâm lý, cái vùng hoảng loạn về mặt tâm lý, đúng không ạ? Đấy, nên là để mà nó rung dụ những cái lượng hàng còn sót lại và những cái lượng hàng cuối cùng. Đấy, đối với thị trường thì nó sẽ tiếp theo đó nó sẽ có những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên. Đây là những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên này. Sau đó nó phải cần có một cái quá trình nó kiểm tra cái lượng cung hàng vùng trên này, nó cạn kiệt dòng tiền vào xác nhận đây là những cái điểm đánh xu hướng và đây sẽ là những cái điểm đánh chính đối với những cái xu hướng của thị trường. Tuy nhiên nếu mà anh chị mình phân bổ, nếu mà anh chị mình nhận diện ra sớm thì mình sẽ nắm bắt từ những cái giai đoạn bây giờ đối với thị trường của chúng ta. Giống như là những cái mã cổ phiếu, gọi là mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí đi, thì hôm trước em có tham gia mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí nè, có con BVD nè, anh chị mình mua full mã cổ phiếu của BVD nè. Khi mà sao anh chị, khi mà những cái biên độ rung lắc của thị trường đã xuất hiện là từ 2 ngày trước, có nghĩa là con BVD là mình mua khi mà gọi là thứ nhất là nó có dòng tiền vào, có lực đỡ nè, những cái phiên như thế này này rung lắc là bắt đầu mình mua full mã cổ phiếu của BVD, thì hôm nay bắt đầu nó có thành quả, đúng không ạ? Những cái con này là những cái con nó giữ được những cái nhịp độ xu hướng tốt nhất đối với những cái giai đoạn gọi là giai đoạn thị trường chung của chúng ta điều chỉnh. Đấy, nên là nó đang có được những yếu tố dòng tiền vào cực kỳ quyết liệt. Đấy, nên là những cái giai đoạn rung lắc là những cái giai đoạn để mà nó xuất hiện những cái cơ hội. Nhưng mà để mà anh chị mình nhận diện qua những cái vấn đề đó thì thứ nhất mình phải có được những cái phương pháp và những cái yếu tố nhận định tốt về mặt thị trường. Cái thứ hai là mình phải có được những cái sự hỗ trợ, có được những cái sự đồng hành đến những cái gọi là về những cái phương pháp đó để mà anh chị mình có thể mình tự tin, mình quyết liệt trong những cái điểm mua điểm bán của anh chị mình, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339079886 để mà cùng đồng hành cùng em trong những cái room như thế này. Đó, cái room khách hàng để mà chị anh chị, để mà khi mà nó xuất hiện những cái điểm mua, xuất hiện những cái yếu tố gọi là cổ phiếu nó tạo ra những cái yếu tố khỏe hơn thị trường chung á, thì em sẽ liên tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh YouTube gọi là trong cái room khách hàng này, đã cập nhật rất là nhanh. Và trên cái kênh YouTube thì sẽ cập nhật nhưng mà nó sẽ có những cái độ trễ nhất định, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là thời điểm này là một cái thời điểm vàng để mà mình chọn lọc, đấy, để mà mình chuẩn bị. Tại vì khi mà một khi nó xuất hiện những cái phiên xác nhận á thì mình cần gọi là cái quá trình chuẩn bị mình có tốt hay không. Đấy, gọi là mình cái hiệu suất đầu tư của anh chị mình, gọi là cái việc mà anh chị mình cầm nắm hay là mình tham gia ở những cái giai đoạn mà xu hướng á, cái thành quả của anh chị mình nó sẽ phụ thuộc vào cái quá trình chuẩn bị trước khi thị trường của chúng ta nó có xu hướng. Đấy, nó là những cái thời điểm này em đánh giá là những cái thời điểm nó đã tạo ra những cái phiên hoảng loạn, nó dùng những cái mã cổ phiếu giống như là STB này, hôm trước nó tạo ra những cái phiên nó thông khỏi vùng giá 24, nó tạo ra những cái đà hoảng loạn, sau đó nó kéo bật tăng lên, nó là nó tạo nên là những cái mã cổ phiếu này vô hình chung nó đang gây ra những cái vấn đề về mặt tâm lý. Đấy, tâm lý sao anh chị, nó dùng những cái mã cổ phiếu mà được nhiều nhà đầu tư mình quan tâm. Đấy, những cái con như thế này là những cái con mà hôm trước là cái rung ngoại người ta mua full, nhưng mà ngày hôm nay nó lại ra một cái thông tin về cái việc mà nó có những cái sự khác biệt giữa gọi là giữa doanh nghiệp và giữa gọi là giữa cái sở giao dịch chứng khoán, có nghĩa là
bên doanh nghiệp á, người ta vẫn cần gọi là người ta confirm là cái khối ngoại người ta chỉ có mua được gọi là tối đa là 23%, 23% so với cái tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp đấy. Nhưng mà sao chị, nhưng mà đối với ủy ban á, VSD á, thì người ta lại gọi là người ta nâng cái mức tỷ lệ này lên là 30%, tại vì nó đang có những cái yếu tố niêm yết bổ sung đối với một cơ số cổ phiếu nữa đấy, nên là nó đang nâng tỷ lệ. Nhưng mà đây hiện tại đối với hai cái gọi là hai cái đầu này người ta chưa confirm được với nhau đấy, nên là hôm nay ra một cái yếu tố là các doanh nghiệp cổ đông người ta chưa có đồng ý về cái phương án gọi là nâng cái tỷ lệ gọi là sở hữu của nhà đầu tư khối ngoại lên là 30%, nên là bắt buộc trong những cái phiên tiếp theo là khối ngoại người ta phải bán để mà người ta hạ tỷ trọng. Có nghĩa là giai đoạn trước, những cái giai đoạn mà mở ra 30 từ 23% mà lên 30% á, khối ngoại người ta mua full thì bây giờ người ta phải bắt buộc người ta bán ra để mà người ta hạ cái tỷ lệ đấy, nên là đối với những cái mã cổ phiếu này nó gây ra một cái tình trạng nó tác động về mặt tâm lý rất là lớn đối với nhà đầu tư. Nhưng mà sao chị, nhưng mà cái bản chất những cái con này mình không đầu tư trong những cái giai đoạn này, tại vì sao, thanh khoản nó lớn, chủ yếu trong những cái phiên này mình xem những cái con này này nó vận động như thế nào để mà nó tạo ra những cái hiệu ứng tác động về mặt hoảng loạn đối với nhà đầu tư mình, đúng không ạ? Đấy, nên là mình gọi là mình dùng những cái mình xem qua những cái mã cổ phiếu để mình biết được là cái tâm lý nhà đầu tư thời điểm hiện tại nó như thế nào, để mà mình cùng nhau mình chọn lọc những cái thời điểm mình tham gia nó tốt nhất, đúng không ạ? Đấy, nên là phiên này là những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên, đây là những cái vùng để mà anh chị mình giải ngân vốn, những cái vùng giải ngân vốn này, sau đó những cái vùng xác nhận này. Đấy, nếu mà cái trường hợp là thị trường của chúng ta đi gọi là bắt đầu nó lấy lại mốc vùng 1055, 1060 á, nó tích lũy cả khoảng 2 đến 3 phiên á, thì có thể nó sẽ rơi vào cái gọi là cái phiên sau cái phiên đảo hàng, hoặc là rơi vào cái tuần sau, lúc đó nó tạo ra những điểm xác nhận, thì đây mới là những cái điểm đánh chính của mình. Nhưng mà sao vậy? Nhưng mình phải chuẩn bị từ bây giờ, đúng không ạ? Đấy là cái xu hướng về mặt thị trường chung của chúng ta. Thì em vẫn đánh giá là thị trường trước mắt nó sẽ quay trở lại vùng 1060 cộng trừ 5 điểm quanh cái ngưỡng này. Đấy, thì đây chính là những cái vùng để mà anh chị mình cơ cấu những cái mã cổ phiếu yếu ra. Đấy, để mà mình tiếp tục mình chọn lọc những cái mã cổ phiếu mạnh mình cơ cấu vào. Còn đối với những anh chị mình tham gia những cái vị thế như thế này á, giống như là nhóm ngành dầu khí đi, hay là những cái mã cổ phiếu IDC nó có những cái yếu tố về mặt dòng tiền trước á, thì những cái thời điểm tiếp theo nếu khi mà cái yếu tố xác nhận về mặt xu hướng thì lúc đó là những cái thời điểm anh chị mình gia tăng, thì lúc đó là sao gì, mình mua ở những cái vị thế thấp mình ăn trọn cho những cái cơn sóng sau này. Đấy, đấy là những cái thời điểm hợp lý về những cái cách để cho anh chị mình giải ngân và cái cách để mà mình chọn lọc. Tại vì bây giờ cái cơ hội trên thị trường nó không có nhiều, nó không có nhiều, tại vì sao, tại vì cái bản chất bây giờ thị trường chung của chúng ta nó chưa có xu hướng. Nhưng mà đối với một cái yếu tố mà khi mà cái yếu tố thị trường nó chưa rõ ràng như thế thì nó mới là những cái cơ hội cho những nhà đầu tư mình. Chứ còn bản chất khi mà thị trường chung của chúng ta đã vào xu thế rồi, đã có những cái yếu tố gọi là nó vượt, gọi là có những cái điểm xác nhận để mà nó tăng bật tăng trở lại rồi, thì lúc đó nó đâu còn cơ hội cho anh chị mình đâu, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị mình phải bắt buộc mình phải mua ở những cái vùng giá cao. Còn bây giờ sao anh chị, mình vận động theo những cái tín hiệu của thị trường, theo những cái gọi là cái phương pháp của mình, theo những cái cách để mà anh chị mình đi vốn qua từng cái giai đoạn của thị trường thì nó sẽ tốt nhất. Nó làm đánh giá đây chính là những cái nhịp nỗ lực hồi phục đầu tiên, thì trước mắt nó sẽ có những cái sự vận động, nếu mà nó hấp thụ tốt quanh cái ngưỡng này thì nó sẽ cho những cái gọi là cái dễ cho những cái điểm đánh tiếp tục, những cái điểm xác nhận tiếp tục. Thì trước mắt thì em đánh giá là nó sẽ quay trở lại ngưỡng này đã. Thì nếu mà cái cách vận động nó như thế nào thì em sẽ liên tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh YouTube, trong cái room khách hàng hay là trong những cái room cộng đồng của mình. Anh chị lưu ý ha, đó là cái vấn đề về mặt thị trường. Rồi, tiếp theo qua những cái vấn đề để mà mình đi đánh giá về từng cái mã cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh, cổ phiếu nào là cổ phiếu yếu, thì trong những cái video gọi là trong cái phần sau video này em với chị mình sẽ cùng đi quay mình nhận định và mình phân tích anh chị ha. Thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo. Thì hôm nay là cái điểm sáng của thị trường và cái dòng tiền nó vào tốt nhất chính là những cái nhóm ngành đầu tư công. Thì đầu tư công hôm nay rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó trần, cái con khỏe nhất là cái con LCG, là nó có những cái xu hướng vượt đỉnh. Thì những cái phiên trước á, em cũng có cập nhật với anh chị mình á, cái để mà một cái yếu tố nó vượt đỉnh thành công thì nó sẽ cần có một cái gọi là nó có hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên để mà nó rung chủ được hết những cái lượng hàng này á thì nó bắt buộc nó phải tích lũy một cái thời gian lâu. Đấy, nó phải đi ngang một cái thời gian lâu để mà nó tạo ra những cái vùng biên chán nản. Lúc đó nó bắt đầu nó rung dụ những cái lượng hàng trong những cái vùng biên chán nản này, thì sau đó nó mới có những cái sự thu hút về mặt dòng tiền trở lại, mở biên trở lại. Còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp là cổ phiếu nó xuất hiện những cái lực bán, gọi là cái lực mua lớn, cái lực cầu quyết liệt để mà nó hấp thụ, nó chấp nhận hấp thụ toàn bộ những cái lượng cung hàng vùng trên này còn sót lại. Đấy, thì hôm nay là cái phiên gọi là cái phiên nó chấp nhận, nó hấp thụ những cái lượng cung hàng đấy một cách quyết liệt, thì những cái con này khả năng nó sẽ có những cái nhịp chạy nước rút
đối với trong những cái giai đoạn sau, thì cái target của cổ phiếu với những cái điểm nước rút này nó sẽ rơi vào khoảng giá 12 đến giá 13, đấy, quanh ngưỡng giá 13 này, đấy là những cái điểm mà nó thuộc dạng nước rút, mà nó cũng sẽ là những cái con gọi là là những cái dòng nó tạo ra những cái hiệu ứng tâm lý tích cực đối với thị trường của chúng ta trong gọi là trong cái phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Hay là những cái con giống như là con VCG cũng thế này. Đấy, thì những cái con gọi là cái con khỏe nhất là con LCG. Cái con tiếp theo là bắt đầu nó bẻ gãy những cái nhịp độ điều chỉnh, thì đây cũng là những cái tín hiệu về mặt thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Thì trước mắt những cái con này thì có thể nó sẽ quay trở lại, nó test về lại những cái ngưỡng đỉnh cũ. Nhưng mà những cái phiên như thế này cũng rất là khó để cho anh chị mình có thể mình chọn lọc mình tham gia, thì mình sẽ bắt buộc mình phải chờ đợi. Thì khi mà một cái quá trình rung dũ này cạn cung này, anh chị thông đấy, thì trước mọi nhịp điều gọi là trước mọi cái nhịp bật tăng của cổ phiếu hay là thu hút dòng tiền á, nó phải kiểm tra cái lượng cung hàng kiết dân cái volume đi, thì dòng tiền mới bắt đầu nó vào. Đối với những cái phiên như thế này á, thì anh bắt buộc anh chị mình phải chờ đợi những cái nhịp độ tích lũy tiếp theo, còn không tích lũy thì mình rất là khó để cho anh chị mình có thể mình mua vào, đó là nó xuất hiện những cái điểm mua tiếp tục. Anh chị lưu ý à, chẳng qua là những cái anh chị nào á mình còn kẹp vùng trên này này, thì mình canh những cái điểm này này, đây sẽ là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu, anh chị lưu ý à. Tiếp theo những cái mã cổ phiếu giống như là con C4G tương tự như thế này, dòng cạn kiệt dòng volume này, dòng tiền bắt đầu vào bé những cái xu hướng điều chỉnh gọi là điều chỉnh trong ngắn hạn, thì mình chờ đợi những cái điểm tích lũy tiếp theo đối với cổ phiếu, thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua tiếp tục trong những cái giai đoạn tiếp theo. Thì những cái con này là những cái con nó đang tạo ra những cái tín hiệu tích cực cho thị trường, có nghĩa là nó đang kích tạo ra một cái yếu tố gọi là bẻ gãy những cái nhịp độ điều chỉnh, kết thúc một cái quá trình điều chỉnh và chính thức nó bẻ những cái ngưỡng trend gọi là cái trend điều chỉnh trong ngắn hạn đối với cổ phiếu, thì đó cũng sẽ là những cái tín hiệu tốt, gọi là tín hiệu nó tạo ra những cái mức độ nó khả quan cho cái thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Còn những cái con giống như là con HHV cũng thế này, đấy, bắt đầu dòng tiền vào, nhưng mà cái yếu tố nếu mà tích lũy tốt trong giai đoạn sau á thì mình đánh, không thì thôi. Anh chị lưu ý ha, cho tránh những cái trạng thái gọi là mua đuối như thế này, nó cũng phải không phải là những cái điểm gọi là cái điểm mà nó an toàn để cho anh chị mình có thể mình tham gia, anh chị lưu ý ha. Rồi đó là một cái vài cái mã cổ phiếu định gọi là nó là những cái điểm sáng trong cái phiên ngày hôm nay. Thì ngoài ra nó có những cái con giống như con HT1 này, thì nó đang tương tự giống với những cái gọi là nó đi trước so với những cái mã cổ phiếu thuộc dạng gọi là đầu tư công á, thì chúng mình sẽ thấy nè, một cái quá trình cân bằng dưới của cổ phiếu, đây là một quá trình cân bằng dưới này, trước khi nó xuất hiện một cái phiên dòng tiền này, anh chị thông cũng là những cái nhịp độ nó điều chỉnh và nó có những nó có những cái quá trình nó kiệt dần cái volume. Nhưng mà sao anh chị? Nhưng mà những cái thời điểm đó nó phải cân dòng tiền, thì đã bắt đầu cái yếu tố cái phiên này là cái phiên dòng tiền vào quyết liệt để mà nó tạo ra những cái tín hiệu nó mở biên. Thậm chí là những cái yếu tố khi mà thị trường chung điều chỉnh á, thì cổ phiếu này nó vẫn thu hút dòng tiền. Hôm nay lượng hàng T3 về nó vẫn chấp nhận nó đánh tiếp tục, thì những cái con này nó sẽ quay trở lại những cái ngưỡng kháng cự này thôi. Anh chị lưu ý ha, thì đây chính là những cái xu hướng rất là mạnh thời điểm bây giờ đối với cổ phiếu. Đó là những cái con á mà anh chị mình thấy những cái điểm mà nó cân bằng dưới á, có dòng tiền vào á, thì đấy là những cái con mà nó sẽ có những cái gọi là cái yếu tố an toàn, và khi mà cái dòng tiền nó đã vào cổ phiếu rồi thì nó sẽ là xuất hiện những cái xu hướng mới và nó có những cái điểm mua nó an toàn hơn cho anh chị mình. Không phải là những cái yếu tố gọi là cân bằng dưới như thế này mà nó xuất hiện những cái điểm mua đâu. Tại vì cân bằng dưới á, nó sẽ cũng sẽ có xuất hiện nhiều cái rủi ro khi mà cái dòng tiền nó không có vào, đúng không ạ? Đấy, nó là chị mình đơn cử giống như là những cái mã cổ phiếu mà cân bằng dưới giai đoạn trước mà nó không thành công á, thì chị mình sẽ thấy được những cái con này. Anh chị thấy không? Sau một cái quá trình điều chỉnh này, đây cũng là một cái giai đoạn cân bằng dưới. Nhưng mà sao chị? Cân bằng dưới như thế này kia cũng là có, nhưng mà để mà một cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái xu thế tăng thì bắt buộc nó phải có dòng tiền. Đấy, đó là khi nào nó xuất hiện dòng tiền thì nó đấy là chính là những cái điểm mua. Thì đấy chính là cái con IDC trong cái phiên ngày hôm nay, nó đạt được những cái tiêu chí đó thì đây chính là những cái điểm mua đối với cổ phiếu của IDC trong cái phiên ngày hôm nay. Là những cái yếu tố khi mà cái lượng hàng này về chấp nhận hấp thụ tiếp á, thì nó sẽ đánh cho một cái xuống tiếp tục. Đấy, nên là cái quan trọng nhất, cái lượng hàng về này về này, nếu mà nó có những yếu tố nó hấp thụ tiếp tục, đấy sẽ là những cái điểm mua tiếp theo đối với cổ phiếu, cũng là những cái thời điểm để cho anh chị mình đánh gia tăng. Nó tương tự giống như là con HT1, đúng không ạ? Đấy, cân bằng dưới là dòng tiền vào đánh xác nhận, thì những cái con này nó đã vào một cái gọi là vào những cái nhịp tăng mới rồi. Đó nên là kỳ vọng cho những cái điểm này nó sẽ quay trở lại những cái vùng nền trước đây đối với cổ phiếu, thì nó sẽ quanh cái ngưỡng vùng giá 17 đối với cổ phiếu cho những cái nhịp đoạn sau này ha. Đó là cái một vài cái mã cổ phiếu điểm sáng trong cái phiên ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành thị trường. Thì những cái nhóm ngành thị trường cách vận động của nó vẫn như thế, anh chị thấy không? Hôm trước tăng này, hôm sau giảm, hôm nay điều tăng trở lại,
thanh khoản rất là cạn kiệt, nhưng cái mà cổ phiếu này nó đang tạo ra những cái yếu tố gọi là cạn kiệt dần về cái volume, bắt buộc nó phải có những cái dòng tiền vào vào á thì chị mình mới đánh, không thì thôi, thì lúc đó này nó sẽ xác nhận cho những cái điểm đánh sau này. Đối với cổ phiếu thì lúc đó thì thị trường của chúng ta nó sẽ dễ nó tạo ra những cái xu hướng, tại vì những cái con như thế này á là những cái con mà nó sẽ tác động đến chỉ số của thị trường rất là nhiều, nên là cái xu hướng nó vẫn giữ nè, thì anh chị mình phải gọi là mình có hàng thì mình cứ nắm giữ thôi. Những cái con này khi nào nó thùng giá 42 á chị mình mới chặn, đối với những anh chị mình đánh theo xu hướng. Còn đối với những cái điểm mua tiếp tục á thì bắt buộc nó phải có một cái yếu tố dòng tiền vào xác nhận tiếp theo thì chị mình đánh, thì lúc đó nó sẽ an toàn, anh chị lưu ý ha. Những con này là những con giữ nhịp tốt, hay là CTG cũng thế. Đây là những mã cổ phiếu mà rất là cạn kiệt dần volume, nó đang rất cần về một cái dòng tiền để mà nó tạo ra những cái điểm bứt phá đi lên. Lúc đó anh chị mình đây chính là những cái điểm để cho anh chị mình có thể mình đánh cho những cái chu kỳ sắp tới đối với cổ phiếu, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải có dòng tiền. Đấy, hiện tại cái xu hướng nó vẫn giữ thì anh chị mình nào có hàng thì gọi là cái ngưỡng chặn lại của anh chị mình nó sẽ rơi vào khoảng giờ 28. Anh chị lưu ý ha, còn khi nào nó có dòng tiền anh chị mình đánh, không thì thôi. Còn nếu mà cái trường hợp mà nó cứ đi ngang lình xình như thế này á thì cái xu hướng nó vẫn giữ thì anh chị mình cứ chặn lại khoảng giờ 28 đi, thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn anh chị nào đã kẹp vùng trên này này thì em có hướng dẫn xử lý cho anh chị mình ở những cái điểm gọi là cái thời điểm hồi phục. Còn những cái điểm mua trở lại đối với cổ phiếu thì bắt buộc mình phải chờ dòng tiền ha. Những cái con này là những cái con nó vẫn đang giữ được những cái xu hướng tốt cho cổ phiếu của chúng ta, hay là tương tự như thế là con Liên Việt, đúng không ạ? Thì để mà nó tạo ra những cái mẫu hình gọi là mẫu hình gãy nên dũ thành công thì nó bắt buộc nó phải có những cái quá trình dâm tiền trở lại đã, sau một cái quá trình gãy dũ này bắt đầu nó tạo ra những cái thế cân bằng. Đây là những cái trạng thái cân bằng trong một cái yếu tố gọi là sideways up đối với cổ phiếu, sau đó dâm tiền vào này, đó là những cái trạng thái mở biên lên. Đấy, anh chị mình đánh nó sẽ rất là an toàn cho những cái xu thế mới. Còn mà chắc khi mà nó chưa có dâm tiền cũng không phải là những cái mà cổ phiếu nó an toàn đâu, giống như là con Liên Việt nè anh chị thấy không, mặc dù nó cân bằng á, mặc dù nó trong những cái trạng thái nó kia cung á, nhưng mà sao chị, dòng tiền nó chưa vào. Cái bản chất của một cái cổ phiếu tăng giá là nó phải có dòng tiền đấy, nên là khi nào có dòng tiền anh chị mình mở biên lên á, anh chị mình đánh thì bắt đầu nó phủ định lại những cái nhịp độ diêm giảm điểm và những cái yếu tố rung dậu này. Thì đây là những cái mô hình gọi là mô hình gãy nền dậu đối với cổ phiếu, thì nó đang cần có một cái phiên xác nhận về mặt dòng tiền mở biên đi lên, lúc đó anh chị mình đánh nó sẽ an toàn. Anh chị lưu ý à, đấy sẽ là những cái điểm mua, nó là anh chị mình phải cực kỳ quan sát, khi mà nó đạt những cái điều kiện thì anh chị mình sẽ tham gia, anh chị lưu ý ha. Còn những con MB này thì cái giai đoạn này nó đang ảnh hưởng bởi những cái gọi là một phần bởi cái con Novaland á, nên là những cái cổ phiếu này nhìn chung nó đang tương đối yếu, nên là mình chưa quan tâm. Khi nào nó có dòng tiền anh chị mình mới quan tâm ha. Hay là những cái con giống như con VB này hôm nay cũng có những cái lực hồi, tại vì cái bản chất cơ bản á, cổ phiếu nó tạo ra những cái biên chiết khấu đủ lớn này thì nó sẽ có những cái yếu tố hồi, nhưng mà cái lực hồi tiếp tục á, nếu mà cái trường hợp nó về lại nhảy 18 đây sẽ là những người kháng cự, nên là đối với những cái con mà điều chỉnh sâu á thì đi lên nó sẽ rất là nhập nhằng. Anh chị mình nên lựa chọn vào những cái mã cổ phiếu nó giữ những cái xu hướng nó tốt nhất trong những cái nhịp này, thì nó là những cái con mà nó sẽ dẫn dắt cho những cái chu kỳ sau, anh chị lưu ý ha. Còn những con STB như thế này là những con mà hầu như là cái lực bán lớn này, anh chị mình thấy không? Yếu tố sideways trong một cái thanh khoản lớn, đây là những yếu tố rủi ro em cập nhật với anh chị mình rất là nhiều lần. Anh chị mình chỉ coi những cái con này để mà mình tham khảo những cái vấn đề tâm lý hiện tại đối với thị trường nó như thế nào, tâm lý của nhà đầu tư mình hiện tại trong thị trường nó ra làm sao thôi, chứ không phải là những cái thời điểm để cho anh chị mình nắm bắt hay là mình mua. Tại vì những cái con như thế này hầu như là nó không theo những cái phương pháp của về mặt dòng tiền, hay là không theo những cái phương pháp của cái hệ thống đầu tư của em, nên là hầu như là những cái con này chủ yếu là mình chỉ nó chỉ tác động về mặt tâm lý thôi, nó không phải là những cái cổ phiếu an toàn để mà anh chị mình tham gia, anh chị lưu ý ha. Thời điểm này hay những cái con khác giống như con Vietcombank này vẫn đi sideways những cái nền thôi. Con này khi nào nó vượt giá 96 này sẽ vào xu hướng, không thì nó sẽ cứ liên tục nó lên sình quanh ngưỡng này thôi anh chị ha. Khi nào nó vượt giá 96 á thì mình mua cao vẫn được, tại vì mua cao để mình bán cao hơn. Tại vì cái những cái giai đoạn trước đây của cổ phiếu nó đã có những cái yếu tố để mà nó đi ngược rồi đấy, chứ không phải là không có đấy, nên là mình phải chú ý tới này đấy, nên là chị thông khi mà nó gặp lại kháng cự này có thể nó nhung nhằng, nó tích lũy, nó sideways như thế nào đó, nhưng mà nó những cái điểm mua khi mà nó mờ biên như thế này, này. Đấy, nó bắt đầu nó hấp thụ, nó tạo ra những tín hiệu mở biên, anh chị mình cũng sẽ ăn được cả một cái chu kỳ sau, đúng không ạ? Đấy là cái quan trọng nhất, anh chị mình phải chờ dòng tiền. Chứ còn qua giờ nó cứ đi sideways, gọi là những cái trạng thái gọi là nó tăng gọi để mà nó bắt đầu nó hấp thụ những cái lượng cung hàng vùng đỉnh. Đấy, nên là những cái lực hấp thụ như thế này em đánh giá vẫn là khá là tốt nha. Nhưng mà cái điều kiện để mà nó đánh á, nó phải bắt buộc nó phải có dòng tiền mở biên vượt giá 96 đi, thì lúc đó nó sẽ vào một cái xu hướng mới đối với cổ phiếu ha. Đây là một vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu của những cái nhóm ngành banh. Còn các mã cổ phiếu còn lại thì đa phần nó
tạo ra những cái yếu tố yếu rồi, gì không SHB là nó yếu này, nó về lại cái đấy thì nhìn chung là nó sẽ có những cái điểm độ hồi kỹ thuật thôi, nhưng mà những cái điểm hồi kỹ thuật này á là cái rủi ro nó cao hơn câu hỏi, nó là chủ yếu là ưu tiên để cho anh chị mình cơ cấu ra thôi, chứ không phải là những cái điểm để an toàn để cho anh chị mình tham gia. Mặc dù hiện tại đã đang kiệt cung này, nhưng mà sao chị hồi phục lên nó sẽ gặp rất là nhiều những cái cường kháng cự. Cái kháng cự đầu tiên chính là vùng giá 10.5, tiếp theo là 11, anh chị không cứ đi lên một nhích một cái là nó gặp kháng cự. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó vượt đỉnh á, giống như là những cái dự nền dự định ra quanh cái ngưỡng này á, thì một khi nó vượt á thì những cái phía trước là những cái vùng trời, nên là nó đi nó sẽ rất là thanh thoát và rất là thoải mái. Thì vô hình chung lúc đó là nó đã có những cái dòng tiền nó xác nhận vào á, thì chị mình đánh nó sẽ cực kỳ an toàn, và cái biên độ lợi nhuận của chị mình nó sẽ cực kỳ lớn, lớn hơn rất là nhiều so với những cái con như thế này, đúng không ạ? Đây là những con yếu này, đặc tính của những con yếu này, lưu ý ha. Còn những mảnh chứng khoán thì em chỉ ưu tiên mã cổ phiếu của HCM thôi. Em có cập nhật với anh chị mình rất là nhiều lần trong những cái phiên như thế này. Yếu tố áp lực bán không xuất hiện yếu tố tháo, mà cổ phiếu điều chỉnh gặp lại hỗ trợ nó có những cái lực đỡ và nó không tạo ra những cái tín hiệu nó trước biến lớn. Đối với cổ phiếu điều chỉnh ít nhất là bắt đầu nó giữ nền này, nó giữ những cái vùng hỗ trợ, thì những cái con này á thì hôm nay là hồi phục test lại nền này, thì có thể trong những cái phiên sau nó có những cái yếu tố nó test trở lại cái vùng nền đáy hai, test lại một nhịp là sau đó dòng tiền vào anh chị mình đánh những cái phiên gọi là cái phiên dòng tiền vào tiếp ở những cái giai đoạn sau á, anh chị mình sẽ đánh gọi là nó sẽ cực kỳ an toàn cho cái danh mục của anh chị mình. Hiện tại bây giờ nó đang kiệt cung rồi đấy, mình cực kỳ chú ý những cái con như thế này. Còn đối với những cái con giống như con SSI điều chỉnh rất là lớn, điều chỉnh sâu, nên là cổ phiếu này á để mà tăng giá thì nó phải cần có sự bổ trợ, mà nó đặc biệt nó phải cần có một cái con nó phát tín hiệu đấy, nên là chị mình đánh á mình phải lựa chọn vào những con mạnh, lựa chọn vào những con nó có khả năng nó dẫn dắt đối với cái nhóm ngành đó, thì chị mình đánh nó sẽ gọi là cái biên độ lợi nhuận của chị mình nó sẽ rất là tốt. Nên là đối với nhóm ngành chứng khoán thì em sẽ cực kỳ ưu tiên mà cổ phiếu của HCM nếu mà nó đạt được những cái điều kiện dòng tiền nó quay trở lại đối với nhóm ngành chứng khoán, anh chị lưu ý ha. Còn những con SSI này thì nó thủng sâu thì bắt đầu nó hồi kỹ thuật thôi đấy, thì kỳ vọng những cái điểm hồi kỹ thuật trước mắt thì nó sẽ rơi vào khoảng như 20 ha, hay là những con giống như VND này nó về lại toàn bộ những cái vùng nền đáy trước cổ phiếu, những con điều chỉnh sâu thì nó lên nó sẽ khó, anh chị lưu ý lên nó sẽ mất thời gian đấy, hoặc là lên nó sẽ mất rất là nhiều những cái nguồn lực. Nên là đối với những cái con như thế này á thì trước mắt hồi phục lên vùng giá 15 á, đây sẽ là những cái ngưỡng kháng cự đối với cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Nên là tránh những điều gọi là tránh những cái điểm gọi là cái điểm FOMO vào những con như thế này, mà mình phải chờ đợi những cái tín hiệu dòng tiền vào những cái con nó có khả năng dẫn dắt đối với cổ phiếu ha. Còn con VCI á thì hôm nay nó test về lại những cái nền trên này, thì những con này thì nó đang chịu ảnh hưởng về mặt tin tức, thì hiện tại những cái lực hồi phục lên cổ phiếu anh chị mình sẽ thấy là không xuất hiện nhiều cái áp lực bán nữa. Nhưng mà sao vậy, nhưng mà lên vùng nền trên này này nó sẽ bắt đầu nó gặp kháng cự, từ cái từ vùng giá 27 nó sẽ bắt đầu nó gặp kháng cự. Nên là đối với những cái mã cổ phiếu này trong những cái khoảng thời gian ngắn nó vẫn sẽ còn rất là nhập nhằng, nên là đối với những cái con như thế này là những con mà mình phải chờ đợi một cái khoảng thời gian, anh chị lưu ý ha. Khi nào dòng tiền vào cái con HCM chị mình sẽ bắt đầu mình chú ý cho những con sau. Còn đối với mình đánh á, em vẫn ưu tiên cho những con nó khỏe nhất, nó mạnh nhất của từng cái dòng ha. Đấy, nhóm ngành chứng khoán. Rồi tiếp theo nhóm ngành dầu khí nè, anh chị mình thấy không? BLX là cái con mà nó vẫn giữ xu thế này. Đấy, kiệt cung nè, cứ lăn lăn đi lên thôi. Đấy, chờ dòng tiền vào nhóm ngành dầu khí thì mình đánh gia tăng. Đấy, tương tự như thế là BVD như thế này. Đấy, cái phiên này là cái phiên mở biên đầu tiên, nó là anh chị mình thấy mình đánh á, nó sẽ cực kỳ an toàn, đúng không ạ? Đấy, cân bằng dưới này, sau đó dòng tiền mở biên lên này, anh chị mình đánh những cái phiên này anh chị mình phải cực kỳ an toàn không? Nó đâu có lỗ đâu. Đấy, nếu mà những cái con khác nó đã lỗ rồi, như đấy thị trường, kể cả anh chị mình đánh thị trường này, thị trường nó chưa quay lại cái mốc gọi là cái mốc thời điểm đó, nhưng mà sao vậy, nhưng mà BVD nó vẫn mang lại cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình. Thì cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm nó gặp lại những cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng kháng cự giai đoạn trước, nên là nó đang rất là cần có một cái phiên dòng tiền vào bùng nổ đối với cái nhóm ngành. Lúc đó là những cái thời điểm nó chính thức nó bước vào một cái xu thế mới, anh chị lưu ý ha. Vượt kháng vùng giá 22 nó sẽ vào một cái xu thế mới đó, tương tự như thế là còn BVS như thế này. Đó là những cái vùng tích lũy, gọi là trong những cái vùng gọi là tích lũy nền đối với cổ phiếu. Đấy, khi nào nó vượt giá 26 dòng tiền đánh kích hoạt một cái lực gọi là hồi phục giá 26, nó sẽ bước vào một cái xu thế mới. Thì thời điểm hiện tại sao vậy? Thời điểm hiện tại nó vẫn đang trong một cái nhịp độ tăng đối với cổ phiếu. Đây là chính là những cái trạng thái tốt của những cái nhóm ngành dầu khí mà chị mình phải cực kỳ mình quan tâm. Thì thời điểm này em sẽ ưu tiên những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành như thế này để mà mình đầu tư, đúng không ạ? Còn những cái mã cổ phiếu khác khi nào đã đạt được những cái điều kiện dòng tiền vào thì mình sẽ đánh cho những cái chu kỳ sau ha. Hay là tương tự như thế, con BSR như thế này, nhìn không, nó đi nền này, trong nền này đấy, thì khi mà nó có dòng tiền vào này, bắt đầu nó giữ nhịp được những cái nền, những cái xu hướng như thế này thì nó đi rất là chắc đấy. Nên là trước mắt thì kỳ vọng cho những cái nhịp độ nó hồi trước mắt về giá 17, khi nào nó vượt giá 17 thì tiếp tục nó sẽ tạo ra những cái nền, tiếp tục nó cứ tạo ra những cái yếu tố nền trong nền như thế, nó giống như những cái mã cổ phiếu hoa phát giai đoạn trước này, nó cứ liên tục nó tạo ra những cái vùng nền trong nền như thế.
Đấy đúng rồi. Nên này, sau đó dòng tiền kích hoạt vào này, sau đó tạo ra những cái nền tiếp tục, kích hoạt vào tạo ra những cái nền tiếp tục. Đây là những cái trạng thái đi bền vững đối với cổ phiếu. Tương tự như thế là còn BSR, anh chị lưu ý hai những cái vùng nền này là những cái vùng nền em đánh giá là nó khá là bền vững. Đấy, hiện tại về lại biên dưới này, bắt đầu nó có những cái lực đỡ đi lên. Đấy thì kỳ vọng trước mắt về nhịp ngắn hạn nó sẽ rơi vào khoảng giá 17 khi nó để mà nó test về lại những cái biên trên đối với cổ phiếu ha. Đấy. Đó là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Rồi tiếp theo những cái nhóm ngành thép này, nhóm ngành thép của HXG. Đấy, sau những cái quá trình test hai đáy này hôm nay hồi phục lên nhưng mà nó sẽ gặp lại những cái vùng nền cản, nên là nó sẽ cần có khoảng đâu đó là khoảng 2 đến 3 phiên để mà tích lũy quanh cái ngưỡng này này. Nếu mà nó giữ nhịp tốt dòng tiền đánh bứt thoát trong những cái nhịp độ sau á thì anh chị mình sẽ tham gia mã cổ phiếu của Hoa Sen. Cực kỳ chú ý mã cổ phiếu của Hoa Sen. Tại vì Hoa Sen là cái con mà đang hồi phục tốt nhất so với cái ngành. Tại vì sao? Tại vì khi mà trong kể từ những cái vùng giá mà nó điều chỉnh á thì hiện tại bây giờ nó đã hồi về rồi. Có nghĩa là anh chị mình mua giá cao nhất thì bây giờ mình cũng không lỗ bao nhiêu cả. Còn so với những cái con Nam Kim hay là con Hòa Phát thì nó vẫn đang trong một cái yếu tố gọi là nó cân bằng thôi. Đấy, cân bằng những cái vùng nền cân bằng dưới này. Đây là những cái trạng thái cân bằng dưới này, nó liên tục nó giữ nền tạo ra những cái thế sideways up như thế này. Đây cũng là những cái tín hiệu nó khả quan. Tuy nhiên là mình phải chờ đợi một cái phiên dòng tiền mở biên lên. Lúc đó anh chị mình đánh nó mới an toàn ha. Hay là còn Nam Kim thế này, cân bằng đây là những cái vùng cân bằng dưới này. Hôm trước là test hai gọi là test hai đáy ngắn đối với cổ phiếu thì nó sẽ có những cái điểm đó nó hồi phục, nhưng mà những cái điểm hồi phục này như thế này đối với cổ phiếu á thì nó sẽ nhập nhằng hơn so với mảng cổ phiếu của Hoa Sen. Nên là trong những cái nhịp sắp tới thì mình sẽ chú ý mảng cổ phiếu của Hoa Sen hoặc là Hòa Phát, anh chị lưu ý ha. Còn Nam Kim thì điều chỉnh sâu nên là nó sẽ cần nhiều cái thời gian và nhiều cái nguồn lực hơn ha. Đấy, khi nào nó đạt những cái điều kiện. Còn những cái nhóm ngành bất động sản này, anh chị mình thấy không, điều chỉnh sâu thì hồi phục về. Đối với những cái con này để mà nó tạo ra những cái điểm dẫu á thì bắt buộc nó phải hồi về là nền này, sau đó nó tích lũy cân bằng trở lại, dòng tiền vào mở biên đi lên á thì mặt may thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái điểm gọi là điểm gãy nền dẫu. Đấy, gãy những cái vùng nền này, đây là những cái vùng nền gãy dẫu, nhưng mà để mà nó xác nhận cho một cái yếu tố thành công như thế thì nó phải mất nhiều cái thời gian. Và cái gọi là cái vĩ mô chính sách thì ngày thứ sáu á thì nó bắt đầu gọi là chính phủ và thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì về những cái cuộc họp để mà tháo gỡ những cái nút thắt của nhóm ngành bất động sản. Nên là về mặt vĩ mô đối với nhóm ngành này thì vẫn chưa ưu tiên đâu, nó chưa ưu tiên đối với những cái nhóm ngành này. Rồi anh chị mình lưu ý ha. Thì hồi phục thì anh chị thông đất xanh nó giảm quá biên. Đấy, giảm ra những cái vùng chiết khấu thì hồi phục kỹ thuật thôi. Những cái điểm hồi phục kỹ thuật như thế này thì để cho anh chị mình cơ cấu thôi chứ không phải là những cái điểm mua. Anh chị lưu ý về nhóm ngành bất động sản này, anh chị lưu ý ha. Đó như là những cái nhịp độ gãy nên dụ á thì trước đây nó cũng đã từng xảy ra rồi. Nó từng đã xảy ra rồi nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái nhịp độ sau này nó như thế nào. Đấy, đây cũng là những cái mô hình gãy nên dụ cổ phiếu này. Đấy, bắt đầu nè, anh chị mình lưu ý nè. Đây á, đây là một cái vùng nền. Đấy, đây là những cái vùng nền của cổ phiếu nè. Đấy, sau đó nó gãy dụ nè, sau đó cân bằng, sau đó mở biên thì bắt buộc nó phải hồi phục một cách nhanh. Nó về lại. Đấy, trước mắt là nó phải có những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên như thế này nè. Những cái phiên này anh chị mình cũng chưa phải là những cái điểm an toàn để cho anh chị mình tham gia đâu, mà nó phải bắt buộc nó quay trở lại những vùng nền, nó cân bằng trở lại, dòng tiền mở biên thì lúc đó mới là những cái thời điểm an toàn. Đấy, thì còn những cái mã cổ phiếu của nhóm bất động sản á, bây giờ thì hiện tại nó đang ở những vùng như thế này, nên là nó sẽ mất rất là nhiều những cái thời gian và nó phải cần có những cái ủng hộ từ cái vĩ mô chính sách, từ những cái yếu tố về mặt nền kinh tế, cái nhóm ngành của nó để mà nó gọi là để mà nó đầu tư một cách gọi là an toàn. Chứ còn bây giờ không phải là những cái nhóm ngành ưu tiên. Anh chị lưu ý đây là những cái nhóm ngành yếu thì gọi là nó điều chỉnh sâu thì nó hồi phục trở lại, hồi phục kỹ thuật thôi. Nó mang tính chất giống như là một cái quả bóng rơi, khi mà nó rơi về những cái vùng chiết khấu gọi là rơi về những cái vùng nền thì bắt đầu nó nảy lên trở lại, nhưng mà những cái lực này đó là những cái lực nó thiếu an toàn. Anh chị mình lưu ý là đa phần chủ yếu là để cho anh chị mình cơ cấu tài khoản thôi, anh chị lưu ý ha. Thì đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta. Thì ngày mai cũng là cái phiên đại hàng phái sinh, nên là khả năng cái thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái sự biến động lớn vào từ khoảng 2 giờ đến 2 giờ 30. Và trong cái phiên OTC anh chị mình lưu ý nên là cũng không phải chịu gọi là không đừng có quá tác động bởi những cái mà cổ phiếu mang tính chất điều tiết và cũng là những cái chỉ số về mặt thị trường. Nên là cái quan trọng nhất là mình tập trung vào cái cổ phiếu nào có dòng tiền, cổ phiếu nào đạt được những yếu tố thì mình sẽ đánh, không thì thôi, không thì mình sẽ tiếp tục mình chờ. Anh chị lưu ý ha. Nên là những cái cập nhật tiếp theo về mặt thị trường thì em sẽ tiếp tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh YouTube này. Thì nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng, mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên anh chị ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây, em cũng hẹn anh chị mình vào những video lần sau ạ.